phân của bé có bọt và mùi chua thì phải xử lý như thế nào? Clip này mình chia sẻ có một cái phân tích sâu về cơ chế, từ đó chúng ta sẽ có nguyên nhân và giải pháp cụ thể triệt để. Đầu tiên, cơ chế. Phân của bé có bọt và mùi chua đó là một cái kết quả của quá trình vi sinh nó lên men lactose và glucose ở cái đường ruột già của bé. Và tại sao lại có quá trình lên men này? Đó là do cái việc mà lactose và glucose không được hấp thu ở ruột non thì nó mới đi xuống ruột già và gây ra hiện tượng lên men đó. Vậy từ cơ chế đó thì nguyên nhân là gì? Thứ nhất là do bé bị quá tải lactose hoặc là bất dung nạp lactose. Cái lactose dư thừa thì nó sẽ đi xuống ruột già và xảy ra theo cái cơ chế minh chất và trình bày vừa phía trên. Nguyên nhân thứ hai đó là do việc mà mẹ đang cho con bú nhưng chúng ta dùng quá nhiều carbon hydrate qua đường thực phẩm, ví dụ như chúng ta ăn quá nhiều tinh bột, ăn có quá nhiều bánh kẹo chẳng hạn, thì cũng có thể làm gia tăng cái nồng độ hàm lượng của carbon hydrate ở trong cái sữa mẹ và gây ra hiện tượng lên men. Nguyên nhân thứ ba có thể bé giúp lúc đấy là bé đang bị hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện hoặc bé đang bị tiêu chảy, bị rối loạn tiêu hóa chẳng hạn, thì cái nhu động ruột sẽ tăng cao. Khi nhu động ruột để tăng cao làm cho quá trình hấp thu lactose nó bị kém ở phần ruột non và làm đẩy xuống ruột già, gây ra hiện tượng lên men như mình biết và trình bày. Vậy thì chúng ta sẽ có những phương pháp như thế nào? Thứ nhất, nếu bé bị bất dung nạp lactose thì chúng ta sẽ dùng những cái sữa free lactose cho bé. Nếu mà trường hợp bé bị quá tải lactose thì chúng ta sẽ giảm cái tải lượng lactose cho bé bằng cách chúng ta vắt bỏ một ít cái sữa đầu, vì sữa đầu của mẹ chính là cái sữa mà rất là giàu lactose. Nếu mà bé đang bị rối loạn tiêu hóa, đang bị tiêu chảy ấy, thì chúng ta có thể bổ sung men vi sinh và bổ sung kẽm để chúng ta có thể duy trì tái cấu trúc lại cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột cũng như giảm cái số lần đi tiêu của bé. Nếu mà mẹ đang có chế độ ăn quá nhiều carbon hydrate, quá nhiều tinh bột thì chúng ta sẽ giảm cái lượng trong quá trình mà mình đang cho con bú. Vậy thì khi nào mà phân bọt và chua chúng ta cần đi khám? Thứ nhất là quá trình bọt và đi ngoài phân bọt và chua nó diễn ra liên tục thường xuyên, gây ra tình trạng bé chậm tăng cân, cái hậu môn của bé bị loét do cái axit của cái phân gây ra. Thứ hai đó là cái tình trạng bé đi bọt và phân chua kèm với tình trạng là phân máu, kèm với tình trạng bé đi ngoài phân rất lỏng, nhiều lần có nguy cơ mất nước thì chúng ta cần phải đưa bé đi khám. Ngoài ra, việc đi bọt phân chua kết hợp với tình trạng bé quấy khóc, bé bỏ ăn, bé bị có dấu hiệu mất nước chẳng hạn thì chúng ta cũng phải đưa bé đi khám ngay